Hello, em xin chào tất cả các bác. Em nên sống một chiếc đồng hồ vừa đáy bàn vừa treo tường của Nhật. Smartwatch, thế giới nhỏ bé bên trong. Đến giờ là cái vòng số này nó quay và những bánh răng nó cũng quay luôn. Và có nhạc chuông cảm quan ánh sáng, có mắt nhận nằm tốt bên trong nữa các bác đã. Đây, máy đi theo băng nằm dưới đây. Smartwatch đây. Chiếc này cực kỳ độc lạ. Hiện tại là em treo tường. Vừa để bàn là để lên gì? Chiều cao của chiếc này là 22,5 cm. Chiếc này bằng nhựa. Nhựa toàn tập luôn. Không biết cái mặt này mặt kính hay mặt mặt bị gai nữa. Rất đẹp nha các bác. Chiếc này đến giờ là nó đổ nhạc và nó quay dòng số và bánh răng đều quay. Và cái thứ hai nữa là đến giờ hẹn giờ báo thức. Có hẹn giờ báo thức, bắt đầu những bánh răng này vẫn nó cũng quay và có nhạc chuông luôn, vòng sáu đều quay. Giờ em test thử nha. Đó, bánh răng là vòng sáu nó quay, mỗi giờ là nó đổi những bài nhạc khác nhau. Chiếc này rất độc lạ, lần đầu tiên em cũng mới thấy chiếc này luôn. Bên trên nó có cái nút để mình tắt cái chuông báo thức á. Còn bình thường tới giờ thì đủ ánh sáng là nó đổ chuông và cái dòng số cho nó quay. Đó. Tắt em test thử coi có thêm nhạc khác không. Bác nào thích chiếc này thì cứ alo trực tiếp em hoặc các bạn Zalo qua số điện thoại nha. 0918120267. Em xin kết thúc video. Chào tất cả các bạn.